You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name? Instead of running away. Một set bộ cực kỳ hoàn hảo, không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô thanh lịch đúng không nào? Với chiếc áo sơ mi ngày hôm nay thì Trang nghĩ rằng điểm để khiến cho các quý cô của em rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ là một tông màu vàng cỏ úa rất bắt mắt và tôn da này. Và chiếc áo này của chúng ta sẽ có thiết kế nhấn nhá cách điệu ở phần cổ, đem đến sự mới mẻ cho chị em. Và toàn bộ hàng cúc của chúng ta sẽ là hàng cúc thiết kế nhé. Với dòng chất liệu vải lụa thì đây chắc chắn sẽ là một trong những thiết kế chân ái của thời tiết mùa thu, nhiều độ mềm mại dễ chịu và lên form dáng đẹp mà nó mang lại. Hiện tại thì Melia đang phối kèm cho các chị em với một trong những chiếc chân váy mà Trang nghĩ rằng là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một tạo hình hoa thủ công được để ở ngay vị trí phần eo, vừa làm điểm nhấn lại vừa khiến cho phần eo của các quý cô nhỏ hơn và gọn hơn rất nhiều. Và tất nhiên rồi, tắt ta thì nó sẽ là số 1 về độ tạo form. Như vậy thì đây quả thực sẽ là một sự lựa chọn không thể thiếu đối với những quý cô công sở năm 2022 với một phong cách vừa hiện đại nhưng không kém phần trẻ trung nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể sở hữu với thiết kế này có hai cách thức. Nếu như có thời gian, Trang luôn luôn hoan nghênh các chị có thể lựa một cửa hàng của Melia trên toàn quốc để mình có thể thử lên người. Hai là chúng ta có thể tham gia vào chính sách hàng online vẫn cứ là miễn phí ship toàn quốc, dành cho các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán.